là con của Phật. Lâu lắm rồi mình mới có dịp để mà mình lắng nghe những lời dạy của Phật. Là con của Phật thì mình nên trân trọng những lời dạy của Phật, thì mình mới có thể gặp Phật được. Mình tu có nghĩa là mình sợ cái thế giới ma này quá nhiều rồi quý Phật tử à. Mình đang lạc lòi ở trong cái thế giới ma này, lạc bước trong thế giới ma này, mình khổ đau nhiều quá. Ma ở ngoài rồi ma ở trong, nó hủy hoại mình rất là nhiều, nó làm cho mình khóc nhiều hơn là cười. Sư cô trụ trì ở đây tạo cái phước duyên lần thứ 89 cho quý Phật tử đến đạo tràng, để mình bớt đi cái nghiệp ma của mình. Mình vào trong đạo tràng, quý Phật tử ơi, một chút thôi, mình trân trọng những lời dạy của Phật. Mình mặc áo tràng, mình phải trang nghiêm, đừng để áo tràng của mình nó lấm lem quý Phật tử. Áo tràng của mình là tượng trưng cho sự thanh tịnh đó, tượng trưng cái hồn của Phật. Cho nên mình vào trong đạo tràng rồi đó, mình bớt đi tất cả những cái khẩu nghiệp của mình. Ở ngoài đời thì mình đã sử dụng khẩu nghiệp nhiều quá. Một tháng quý Phật tử đến đây mình gặp Phật có một lần, phải không quý Phật tử? Thì thôi, bạch Đức Thế Tôn, người cha già kính yêu của con, 30 ngày mà con chỉ có gặp Ngài có một ngày. Cho nên hãy trân trọng và hãy đem hết cái lòng của mình, trái tim của mình, khối óc của mình, niềm tin của mình để mình gửi lên cho Đức Phật. Sau bao nhiêu tháng quý Phật tử không gặp Phật rồi? Lý do là vì cái nghiệp đó quý Phật tử à. Cái đại dịch lớn nhất của cuộc đời này, nó tràn lan trên toàn thế giới, nó giết không biết bao nhiêu con người. Nó làm cho mình không gặp Phật được, không gần Phật được. Mình nghỉ ở nhà không quý Phật tử thấy không? Hôm nay nó vừa bớt bớt để mà mình có cái cơ duyên mình gặp Phật rồi. Quý Phật tử biết tại sao mà nó có cái trận đại dịch? Quý Phật tử biết tại sao nó có con virus corona? Quý Phật tử biết tại sao nó có cái con virus tên là COVID-19 không? Cho nên mình phải hiểu, do mình hết đó quý Phật tử à. Do cái ác nghiệp của mình nó tạo ra. Không phải riêng gì bản thân của chúng ta, không phải riêng gì ở đất nước Việt Nam mà toàn thế giới. Do cái ác nghiệp của mình nó nhiều quá cho nên nó mới tạo ra cái con virus đó, tạo ra cái trận đại dịch đó. Con người do ác nghiệp thèm ăn thịt chúng sinh hoài, ăn thịt con vật nuôi rồi cũng chưa vừa bụng, đi tìm những cái con vật hoang dã để ăn. Nào là giết không biết bao nhiêu loài dơi, giết không biết bao nhiêu loài chuột, giết không biết bao nhiêu loài rắn, giết không biết bao nhiêu con tê tê, con quẳng, con sói, con cá sấu, con đà điểu, giết không biết bao nhiêu động vật hoang dã. Để rồi quý Phật tử thấy rằng mỗi lần mà mình giết nó, nó cái bắt đầu cái quán khí của nó hình thành ở trên cái không gian này. Nó chờ một cơ hội nào đó, nó báo quán thôi quý Phật tử à. Con dơi, quán khí của nó chờ ở giữa không gian. Quán khí của con chuột, quán khí của con rắn, quán khí con tê tê, quán khí con đà điểu, quán khí của tất cả những loài động vật hoang dã. Nó tích tụ lại thành một loài virus tên là corona. Để rồi nó báo quán con người thôi. Chứ con corona này nó không có từ đâu mà sinh ra hết, mà nó do cái tâm ác của con người sinh ra. Giống như cây đinh, nó sinh ra sét rồi sét ăn mòn lại cây đinh thôi. Thì quý Phật tử thấy rằng là cái con corona này do con người tạo ra, rồi chính nó sẽ hại con người, nó giết con người thôi. Mà thầy nói với quý Phật tử đó, cái con corona này nó, thầy ví dụ cho dễ hiểu, nó giống như cục nam châm vậy đó. Thể mà tâm của ai có kim loại nó bay ngang nó hút hết, tâm ai có kim loại nó bay ngang nó hút hết. Thì con corona này cũng vậy, ai có tâm ác với nó, ai có quán khí với nó, ai có hận thù với nó, khi nó đi ngang là nó giết, đi ngang nó giết. Không phải nó giết hết những người trên thế giới này. Người nào có gieo nghiệp với nó giết. Người nào giết nó thì nó giết lại. Đó là nhân quả đó quý Phật tử à. Cho nên mình tu có nghĩa là mình bớt đi cái ác nghiệp của mình. Mình không bao giờ mình lạc vào trong cái thế giới của những cái loài đó.
cái con COVID nó xuất hiện đó quý Phật tử, nó làm cho con người sợ hãi nó. Nhưng mà cũng chính vì nó xuất hiện đó mà nó làm không biết bao nhiêu trái tim của Bồ Tát lộ diện đó quý Phật tử. Chính nhờ nó đó mà biết bao nhiêu người tốt xuất hiện trên thế gian này. Quý Phật tử thấy không, nghe trên báo trên đài không, có những siêu thị không đồng, có những ATM gạo nè, rồi có những cái buổi cơm cũng không đồng này kia giúp đỡ cho tất cả mọi người nghèo, có những người mua khẩu trang vậy đó phát miễn phí cho người ta, có những thanh niên tình nguyện vậy đó đứng giữa trưa nắng vậy đó để mà kiểm tra con người, để mà phát nước cho con người, để phát khẩu trang cho con người vân vân. Có những bà cụ 80 mấy tuổi rồi ngồi may khẩu trang phát miễn phí. Có những học sinh nó mới có 14, 15 tuổi vậy đó, đập bóng heo lấy tiền để gửi vào trong những cái trại mà cách ly, giúp đỡ mọi người. Cho nên nó nhờ con corona mà nó xuất hiện những trái tim của Bồ Tát. Nhưng rồi cũng nhờ corona này đó, nó mới lột trần tất cả những bộ mặt quỷ của nhân loại. Quý Phật tử ơi, nhờ con corona này đó, Bồ Tát ra Bồ Tát, quỷ ra quỷ. Có nhiều người đó, người ta kêu đeo khẩu trang cái bắt đầu hành hung những người thi hành công vụ. Có những người đó đánh người ta luôn nữa, cầm dao gượt công an chạy luôn nữa. Rồi có những ông như phó chủ tịch huyện Hớn Quản gì đó, rồi cái bắt đầu cái là cự cãi, không chịu đo nhiệt độ của mình, rồi cự người ta ở giữa đường giữa xá vậy. Có những cán bộ trong khi thời gian tất cả mọi người đều giãn cách hết thì lại ngồi ăn nhậu. Thấy không, con corona nó xuất hiện, Bồ Tát cũng xuất hiện, mà quỷ nó cũng xuất hiện luôn. Cho nên thầy nói với quý Phật tử nghe, đó là nhân quả của đời thường. Hôm nay đó, qua cái mùa dịch rồi mà mình còn được diễm phúc, còn ngồi được trong đạo tràng, còn được mặc áo tràng, còn được nghe pháp, đó là may mắn của chúng ta. Mình không có nhân quả đối với nó đó quý Phật tử à. Cho nên chúng ta phải trân trọng tất cả những thời gian của mình, trân trọng cái kiếp sống của mình, trân trọng đi quý Phật tử. Cho nên phải cố gắng, cố gắng để mà chúng ta trở thành những người con của Phật. Chúng ta phải làm sao để thực hành tất cả những lời dạy của Phật. Cho nên đề tài của buổi sáng hôm nay, thầy muốn gửi đến đạo tràng của chúng ta, đề tài được mang tên là con của Phật cần phải giống Phật. Quý Phật tử có muốn mình giống Phật không? Muốn không? Mình con của Phật mà, mình phải giống Phật một chút. Vậy đó mà có nhiều người, người ta lại người ta nói công nhận cô hai của tu ghi cô giống Phật quá. Bậy nè, nói vậy tội chết. Mình con Phật mà nói mình giống Phật mà mình sợ. Hoặc là người ta gọi mình bằng Bồ Tát cái mình nói thôi đừng có kêu vậy tội. Mình là con của Bồ Tát Quan Thế Âm mà nói mình giống Bồ Tát cái mình sợ. Không lẽ quý Phật tử là con của Phật mình nói mình là ma mình mới chịu? Vậy thì từ đây về sau quý Phật tử ơi, người ta nói mình giống Phật, mô Phật, con là con của Phật, con phải giống Phật thôi. Con đi theo con đường của Phật thì con phải giống Phật. Quý Phật tử đồng ý với thầy không? Mình phải giống Phật mới được quý Phật tử. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không giống nhiều thì cũng giống chút chút, phải không? Nhưng mà thầy hỏi thiệt, đạo tràng chùa Giác Viên nè, mình tu tới bây giờ là khóa 89 rồi, có ai giống Phật không? Có ai giống Phật không? Mô Phật, chưa có ai giống Phật hết. Thầy nói ví dụ thôi, Đức Phật á, ôm bình bát, trên là xin giáo pháp của chư Phật mười phương, dưới là xin cơm của đàn na tín thí. Nhiều khi ôm bình bát vậy đi cả ngày đó, người ta cho có củ khoai bi lớn, Đức Thế Tôn cũng cảm thấy ngon, thiệt là ngon. Ôm bình bát đi tới gốc cây, ngồi xuống dở bình bát ra, có một củ khoai thôi, Đức Thế Tôn vẫn ăn, mà ăn một cách ngon lành. Có ngày người ta xớt cho Đức Thế Tôn cơm đầy ắp tất cả những món cao lương mỹ vị, đồ chay thôi, Đức Thế Tôn cũng cảm giác là rất là ngon lành, ngon như là củ khoai vậy đó. Còn mình bây giờ mình ngồi mình ăn cơm vậy đó, quý Phật tử ơi, bữa nào mà nấu dở cái chê, nấu mà ngon ngon cái khen thôi, nức nở hết. Trời ơi, bữa nay công nhận chùa Giác Viên nấu bún bò Huế quá trời ngon luôn, đúng không? Quý Phật tử ơi, mình ăn mà mình còn khen, tức là trong lòng mình
có cái chữ chê ở trong đó. Tại vì bữa nay mình ăn, tháng này mình ăn ngon, mình khen, lỡ bữa sau niêm hơi mặn, bắt đầu mình chê liền. Cho nên ăn mà còn khen chê thì có giống Phật không? Mô Phật, cái đó con hồng giống Phật. Thấy không quý Phật tử, không giống Phật rồi. Đức Thế Tôn ngồi thiền định, trời mưa Đức Thế Tôn vẫn ngồi, trời nắng Đức Thế Tôn vẫn ngồi, trời mưa Đức Thế Tôn mỉm cười thầm lặng, trời nắng Đức Thế Tôn mỉm cười thầm lặng, mưa nắng chẳng cần gì cả. Đối với Đức Thế Tôn, trời mưa trời nắng bình đẳng như nhau, không bao giờ lung lạc được cái tâm tinh tấn của Ngài. Còn quý Phật tử, bữa nào nắng đi chùa chơi, bữa nào mưa ở nhà nghỉ, đúng không? Trời mưa cái bắt đầu cái con ma nói trong lỗ tai, thôi già rồi, trời mưa đường xá xa xôi, yếu mà ham gai gió quá, dễ bệnh lắm, thôi ở nhà nghỉ bữa đi tháng sau tu. Nghe con ma nó thù thì thỏ thẻ, nghe khoái quá cái bắt đầu nghỉ, không tu. Điện thoại vô cho sư cô, nay yếu quá, nhảy mũi, trời mưa, con thay đổi thời tiết, con yếu quá, con đi không được. Thì quý Phật tử ơi, cái đó mình cũng không giống Phật. Thấy chưa, mình là con của Phật, là Phật tử rồi đó. Vậy đó, Phật tử là gì? Là con của Phật, nhưng mà mình không giống Phật. Đi chùa vui mới đi, buồn là không đi. Vô trong đây đó mà sư cô tiếp đãi nồng hậu này kia, vuốt ve nói ngọt này kia, cái phái đi chùa lắm. Mà bữa nào mà quên chào, quên hỏi, quên nói chuyện, nói chuyện với người khác không là bắt đầu tự ái rồi đó. Chùa gì đâu mà thấy người ta mặc đồ mới cái tiếp, còn mình mặc đồ cũ cái hộp tiếp này kia, chê, bắt đầu không đi chùa. Quý Phật tử thấy những cái đó là những cái mình không giống Phật rồi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, chúng ta đi chùa, thứ nhất là con của Phật. Con đến chùa là con lại Phật, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, con đi chùa là vì con. 1/3 công đức đầu tiên mà con bước chân vào trong chùa này, con cúng dường cho cha mẹ ông bà của con. 1/3 thứ hai, con xin cúng dường cho những người con đã sanh ra nó, là để dành cho con cháu của mình. Và 1/3 con để dành cho con, chứ không phải con đi chùa vì sư cô, hiểu không? Vậy đó mà sư cô cười khoái lắm, mà sư cô hơi buồn buồn cái không thèm đi chùa. Sư cô nói mà ngọt ngào cái chịu, mà sư cô gầy cái bỏ chùa không đi. Quý Phật tử ơi, cái điều đó là mình không có giống Phật một miếng nào hết. Mình đi chùa theo cái kiểu gì quý Phật tử biết không? Hai mùa mưa nắng, khen thì đi nhiều, mà rầy thì không chịu đi. Mình tu mà quý Phật tử ơi, khen mình có nghĩa là gì? Động viên tinh thần của mình. Còn chê là gì? Tắm gội thân tâm của mình. Sư cô chê mình, rầy mình, tức là sư cô chỉ những cái lỗi của mình, chỉ cái áo mình chỗ này con còn dơ nè, để mình giặt, để cho mình được sạch sẽ một cách hoàn toàn. Vậy mà quý Phật tử ơi, có đôi khi vì khen, vì chê đó, hoặc là vì rầy, vì la đó, cái bắt đầu mình bỏ chùa hết. Như vậy chúng ta tu mà không bao giờ giống Phật. Cho nên tu 89 khóa rồi, đúng không quý Phật tử? Nhưng mà nhìn kỹ coi, bữa nào soi gương coi cái mặt mình có một chút nào giống Phật không? Soi gương thử coi, không giống. Phật có 32 tướng tốt, mà mình soi gương mình không có một tướng nào tốt của Phật hết trơn, rồi làm sao đây? Là con của Phật sanh ra, đứa nào đứa nấy giống toàn là ma không à, chứ không đứa nào giống Phật hết, mệt không? Bây giờ quý Phật tử phải làm sao phát nguyện bạch Đức Thế Tôn, con là Phật, con là con của Phật, con phải giống Phật. Đó là điều phát nguyện của mình. Đừng có ham hố mà cứ phát nguyện con giảng sanh về cõi Phật, con Phật ơi che chở cho con, Phật ơi gia hộ cho con, Phật ơi làm cho con đừng có bệnh hoạn, Phật ơi giúp cho gia đình con bình yên. Đừng cầu cái đó. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, chỉ cần mình giống Phật là mình đạt được hết tất cả những cái đó. Còn không giống Phật rồi cầu hoài cũng không xong. Hiểu không quý Phật tử? Mình đi vô trong trường cũng vậy, mình học giỏi hết tất cả các môn, không cần cầu thi đậu, đúng không? Học giỏi hết tất cả các môn, không cần cầu thi đậu. Mà khi học giỏi rồi, tự nhiên cái là thi nó đậu thôi. Còn mình cũng vậy, mình chỉ cần mình giống Phật thôi là Phật gia hộ cho mình. Chỉ cần mình giống Phật thôi thì quý Phật tử ơi, ma làm sao nó dám lợi phá mình? Tại vì mình giống ma cho nên ma nó mới kiếm mình chứ, đúng không?
Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử ơi, mình còn nghiền rượu thì tự nhiên bạn nhậu nó rủ mình liền hả quý Phật tử ơi, nhập tiệt. Còn mình không còn uống rượu nữa, mình nghỉ uống rượu luôn thì ai rủ rê mình? Cho nên cái mặt của mình còn có một chút ma, cái tâm của mình còn một chút ma, cái miệng của mình còn một chút ma, cho nên mình sẽ gặp ma thôi. Mà mình gặp ma, quý Phật tử ơi, ma là tượng trưng cho bóng đêm, ma là tượng trưng cho nước mắt, ma là tượng trưng cho khó chịu, ma là tượng trưng cho phiền não, ma là tượng trưng cho địa ngục A Tỳ. Còn Phật là gì? Là tượng trưng cho Niết Bàn, Phật là tượng trưng cho trí huệ, Phật là tượng trưng cho an lạc, Phật tượng trưng cho vấn đề vui, Phật là tượng trưng cho nụ cười. Đúng không quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử phải làm sao giống Phật một chút. Bây giờ thầy nói thiệt quý Phật tử nè, người ta lợi người ta nói cô Hai ơi, con nói thiệt không phải con nịnh cô đâu. Từ ngày cô đi chùa tới giờ con để ý cô rồi, thấy cái mặt của cô sao mà giống Phật quá. Tự nhiên ngồi cứ cười hoài luôn. Rồi vô trong phòng của sư cô, nói sư cô ơi, cho con mượn cái gương một chút coi. Sư cô hỏi chi vậy con? Hồi nãy mấy đứa nhỏ ngoài nó nói con giống Phật, con soi gương coi cái mặt con giống Phật không. Rồi vô mượn gương soi xong rồi cái ngồi ăn cơm cứ cười hoài. Bạn đạo hỏi sao mà chị ăn cơm chị cười hoài vậy? Mấy đứa nhỏ nó nói tôi giống Phật, khoái cười thôi. Rồi tới chừng tu xong rồi, trên đường đi về nhà, vừa đi vừa cười một mình hoài vậy đó. Rồi tới về nhà cái ông Hai nói sao bữa nay dọn cơm chiều bà ăn rồi bà ngồi bà cười hoài vậy bà. Ông không biết trong đạo tràng chùa Giác Viên ai cũng nói tôi giống Phật, khoái cười hoài. Tối ngủ rồi nhắm mắt ngáy nghe kho kho mà cũng còn cười. Ông Hai ông lắc lắc nói sao ngủ mà cười hoài vậy bà. Tôi nằm mơ tôi thấy cái mặt của tôi cũng giống Phật, chết không. Quý Phật tử ơi, người ta khen cái là mình như vậy đó. Rồi bữa nào cái nó nói cô Hai bữa nay con thấy cô tu sao mà mắt của cô nó không có thần miếng nào hết, mặt mày sao mà nó xanh lét vậy cô, cô tu sao mà tự nhiên rồi nó thất thần, nó cái mặt nó không đẹp vậy, là tự nhiên buồn. Rồi bắt đầu xía bao tràng bỏ vô giỏ lặng lẽ lên xá Phật. Bạch Đức Thế Tôn nó chê con quá, con về con không tu nữa. Thấy không quý Phật tử ơi, mình tu mà mình gửi linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ. Thiên hạ muốn mình ở lại tu khen mình một câu, thiên hạ muốn đuổi mình về làm bộ chê một câu là tự nhiên cuốn gói đi về liền. Hiểu không? Thì như vậy đó, mình giống như món đồ chơi của thiên hạ. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, mình không giống Phật. Đức Phật á, nói thiệt á, vua Ba Tư Nặc ủng hộ ngài, ngài cũng tu cỡ đó. Mà Đề Bà Đạt Đa xô đá cho ngài chảy máu, ngài cũng tu cỡ đó. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình là con của Phật phải mạnh mẽ lên một chút, đừng bao giờ thành một món đồ chơi của thiên hạ. Thiên hạ muốn mình vui khen mình một câu mình cười, thiên hạ muốn mình buồn chê mình cái mặt mình sụ xuống. Nói chuyện hồi nãy tới giờ thầy nhìn xuống đạo tràng, hình như đạo tràng của chùa Giác Viên sụ nhiều hơn cười. Mình tu phải cười lên một chút. Đức Thế Tôn của chúng ta không phải chỉ cười bằng miệng, mà Đức Thế Tôn cười bằng cả 84.000 lỗ chân lông. Đức Thế Tôn cười cả đôi mắt, cười hết tất cả quý Phật tử. Bàn tay của Đức Thế Tôn giơ lên, ngài cũng cười. Bàn chân của Đức Thế Tôn bước đi tới đâu, nụ cười hiện hữu tới đó. Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, ngày đản sanh của Đức Phật đó, mỗi một bước đi nở một bông sen. Thật sự ra không có em bé nào mà mới sinh ra mà bước đi nghe dù bước đi 7 bước nở 7 bông sen, không có đâu. Nhưng mà người ta muốn khẳng định rằng ngày chào đời của Phật là đất trời đều nở nụ cười hết. Nở bông sen là đất đang cười đó quý Phật tử, hiểu không? Cho nên người ta gọi cái nụ cười của môi mình là gì? Đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười. Cho nên cười là một đóa hoa đang nở. Cho nên khi mà hình ảnh Đức Phật bước chân trên bảy hoa sen là khi ngài chào đời, trời cũng cười, đất cũng cười. Cho nên hình ảnh con rồng phun nước tắm cho Đức Thế Tôn, phun nước là gì? Là nụ cười, là mềm mại, là mát mẻ đó quý Phật tử. Còn dưới đất nở bông sen, đất cũng đang cười. Nói chung, Đức Phật ra đời, toàn nhân loại, toàn vũ trụ, toàn thế giới này đều đạt được một niềm vui. Thấy không? Cho nên quý Phật tử ơi, mình sụ hoài, quý Phật tử không giống Phật. Đạo tràng của mình hồi sáng giờ có sụ tới ai chưa? Hồi sáng giờ thôi, quý Phật tử có sụ hay có giận, có buồn ai không? Có không?
Mô Phật, ngày hôm nay 29 tháng tư nhuận, con đi đến đạo tràng Giác Duyên con tu, con hứa với Phật con cười nhiều hơn sụ. Hiểu không? Phải hứa với Phật. Thầy nói thiệt với quý Phật tử đó, nói hoài đến cái đạo tràng Giác Duyên này thầy đều nhắc hết, nên cười đi quý Phật tử. Cười, không khí của đạo tràng nó tươi, mà cười con người nó trẻ trung, nó dễ thương lắm quý Phật tử. Cười nó không có tốn một đồng bạc nào hết, mà cười nó làm cho con người xích lại gần nhau. Thấy không? Mình sụ một chi nó mệt dữ lắm. Mình sụ cái mặt mình nó xấu, sụ mặt mình mau già, sụ tự nhiên nó sanh ra bệnh. Mà sụ nhiều xấu xí không ai dám gần hết. Vậy mà khoái sụ, hởn cái sụ, hởn cái sụ à. Cho nên có một vị đó nói như thế này: tôi đến đạo tràng tôi không cần hỏi đạo tràng tu pháp môn gì, tôi thấy nó cười là tôi biết nó tu đúng đường rồi. Mà tôi nhìn thấy tụi nó sụ của tôi biết tu trật đường hết rồi. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, Giác Viên ơi, hãy cười đi. Giác là gì? Là cười. Viên là gì? Là tròn đầy. Giác Viên là gì? Nụ cười tròn đầy. Mình là Phật tử chùa Giác Viên mà mình không có nụ cười là kể như mình không xứng đáng là người Phật tử của chùa Giác Viên. Chữ giác, cái nghĩa đen của nó là gì? Là giác ngộ, là tỉnh thức, là không phiền não. Nghĩa bóng của nó là gì? Nụ cười. Hiểu không? Mình không phiền não mình mới cười à. Mình không có, mình thức tỉnh rồi mình mới cười chứ. Có ai mà buồn ngủ mà vừa buồn ngủ vừa ngáp vừa cười không? Không có. Con mắt đó thì liêu diêu vậy nè. Con mắt tự nhiên nó hẹp bề khổ, cái miệng thì hả ra ngáp sao cười. Cho nên buồn ngủ không ai cười hết đó. Cho nên hễ mà buồn ngủ là gì? Là đồng nghĩa với cái là mê. Mà mê là gì? Mất nụ cười. Cho nên thầy xin nhắc lại với quý Phật tử, nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Nhắc lại nữa, một nụ cười chính là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình. Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa tình người. Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật. Cho nên người nào cười giống Phật. Đạo tràng chùa Giác Viên, quý Phật tử đi vô đi ra, quý Phật tử có để ý hình ông Phật Di Lặc không? Ở đây có không? Có tượng Phật Di Lặc không? Có không? Ông ngồi ông làm gì? Ông cười. Dạy mình đó, bước chân vô sân chùa là thấy Phật Di Lặc, là Đức Phật dạy mình, con ơi, bước chân vô trong đây là phải cười. Qua khỏi cái đoạn Trần Kiều này là phải cười. Cái cầu từ bên kia bước qua đây, cái cầu nó tên là đoạn Trần Kiều. Đứng bên kia cầu là còn trần tục, qua tới bên đây cầu là đoạn mất trần tục. Ở bên kia làm gì làm? Cô giáo, thầy giáo, kỹ sư, bác sĩ, nông dân, người giàu, người nghèo, đứng bên kia thì còn y nguyên. Bước vào qua khỏi cái cầu này rồi là tất cả mọi người bình đẳng như nhau, gọi là đoạn Trần Kiều. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên là vô trong đây rồi là bình đẳng như nhau thôi. Không ai giàu, không ai nghèo, không ai là trí thức, không ai là bình dân gì cả hết. Vô trong đây tất cả chúng ta đều là trái tim của Phật. Cho nên vô trong đây phải cười quý Phật tử à. Vô trong đây đừng có giận, đừng có hờn, đừng có bà này, đừng có ông kia. Nhóm của mình chơi riêng, nhóm ta chơi riêng. Mình ở trong ngoài, ở ngoài chợ, mình vô nhóm của mình ở ngoài chợ, mình chơi chung nhóm trong vườn, chơi trong vườn. Đừng có như vậy. Mình làm như vậy là muôn đời không giống Phật. Thấy không? Hồi nãy giờ thầy nói bao nhiêu cái không giống Phật, quý Phật tử có hết phải không? Mô Phật có hết luôn đó. Thành ra rồi quý Phật tử phải cố gắng gìn giữ một chút. Mình nói chuyện cũng vậy, phải giống Phật. Phật mở miệng ra rồi quý Phật tử ơi, đẹp vô cùng đẹp luôn đó. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó, mở miệng ra là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Thấy không quý Phật tử? Đọc có cọc Kinh Pháp Hoa không? Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận này kia, quý Phật tử thấy không? Đọc cái đó rõ ràng cái miệng của Phật đẹp vô cùng. Nói một câu ra là có bông sen nở một nụ cười tuôn xá lợi, tức là một nụ cười hoan hỷ. Hiểu không quý Phật tử? Nụ cười có xá lợi là nụ cười hỷ xả, tức là nụ cười của Phật Di Lặc. Lời nói trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, lời nói có bông sen, tức là lời nói của Bồ Tát Quan Âm. Lời nói phải có hình bóng của Quan Âm là lời nói từ bi. Nụ cười phải có hình bóng của Phật Di Lặc, nụ cười hỷ xả. Cho nên lời nói và nụ cười của mình phải đầy đủ từ bi hỷ xả. Đó là giống Phật. Kiểm tra coi cái miệng của mình giống Phật không.
mô Phật, cái miệng con chia làm hai, một bên đây là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Bạch Y Đại Sĩ bên đây, còn phía bên đây cũng mặc áo trắng giống như Bồ Tát Quan Âm mà nó là Bạch Cốt Tinh. Cái miệng của mình một bên là Bạch Y Đại Sĩ, một bên là Bạch Cốt Tinh. Thầy hỏi đạo tràng chùa Giác Viên, bữa nay mình đi chùa, mình cái miệng của mình là Bạch Cốt Tinh hay Bạch Y Đại Sĩ? Sao nín thinh vậy? Bạch Y Đại Sĩ hay là Bạch Cốt Tinh? Bạch Y Đại Sĩ tức là miệng của mình là Bồ Tát Quan Âm, vẫn mặc áo trắng, vẫn cầm tịnh bình đàng hoàng, trái tim yêu thương của một vị Bồ Tát. Còn Bạch Cốt Tinh là gì? Cũng mặc áo trắng quý Phật tử à, nhưng nó chỉ thiếu một điều là nó không có trái tim yêu thương. Hiểu chưa? Bồ Tát Quan Thế Âm mặc áo trắng, nhưng ở phía bên trong chiếc áo trắng đó là gì? Là trái tim yêu thương. Còn Bạch Cốt Tinh là gì? Cũng áo trắng đó, nhưng mà không có trái tim yêu thương. Quý Phật tử ơi, cũng mặc áo tràng đó, mà bên trong áo tràng có trái tim thì mình là Bạch Y Cư Sĩ. Yeah. Còn nếu mặc áo tràng mà bên trong mình không có trái tim, mình là con của Bạch Cốt Tinh. Đạo tràng chùa Giác Viên, ai là Bạch Cốt Tinh đâu, giơ tay lên coi. Hổng giơ tay, thầy cũng biết nữa quý Phật tử. Mô Phật, nguyên một đạo tràng của con bữa nay đều là con của Bạch Cốt Tinh hết. Không có trái tim yêu thương. Đạo tràng của mình có yêu thương không? Có không? Đừng có nói có quý Phật tử à. Vì bản thân mình không có thương mình thì đừng có bao giờ nói thương người cả. Mình đâu có thương mình đâu. Người ta lợi, người ta chửi mình, tức là người ta hành hạ mình đó. Rồi cái quý Phật tử đó, người ta hành hạ mình, quý Phật tử chưa vừa bụng, tự mình hành hạ mình luôn. Rồi bắt đầu thiếu vắng nụ cười, bắt đầu sụ xuống liền. Thấy không? Thay vì người ta chửi mình cười đi, có nghĩa là gì? Cười là hiện thân của Phật, cười là năng lượng của Như Lai. Bà chửi thì kệ bà chứ. Bà chửi cái miệng bà hư, cái miệng bà dơ, cái miệng bà có nghiệp, tôi không bao giờ buồn. Bà chửi có miệng là miệng của bà phun ra rác rưởi, tôi cười có nghĩa là tôi không khòm lưng xuống, tôi lụm những rác rưởi ngôn ngữ của bà. Thấy không? Còn đằng này đó, người ta chửi mình một câu, cái tự nhiên khòm xuống, bắt đầu lụm rác đem về, mặt mày ủ dột hết, rồi lụm rác đem về, buồn hiu ôm một mớ rác từ chùa về tới nhà. Chưa vừa bụng nữa, bắt đầu chia cho con, chia cho cháu đứa một miếng. Tụi nó chữ tao ở trọng, cái bắt đầu mét trời, mét con, mét cháu tùm lum hết, rồi chia cho đứa này một miếng, chia đứa kia một miếng. Con cháu nó nói ăn cơm đi bà ngoại, tao giận nó, tao no rồi. Hành hạ mình không? Có thương mình không quý Phật tử? Mình không thương mình. Ngủ sáng thức dậy, cháu nó nói sao bữa nay bà ngoại buồn vậy? Hồi hôm tao không có ngủ, tao nhắm con mắt tao lại, thấy cái mặt của nó rồi, tao ngủ không được, giận. Mình có thương mình không? Cho nên người ta đã hành hạ mình bằng một câu nói không ra gì, người ta phun rác xuống dưới đất đó, không biết có trúng mình hay chưa. Thí dụ thôi, thầy nói bà mà tu hành cái gì, ông mà tu hành cái gì, chèn ơi, ông mặc cái áo tràng vô cái áo, ra cái áo, cái mặt ông ra cái mặt của ông mà. Chèn ơi, ông đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái mặt của ông Nam Mô một đồng ra ba đồng vô mà. Trời ơi bạn ơi, bà mà tu hành cái gì, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời. Rồi bắt đầu sụ cái mặt xuống rồi đi về. Người ta nói chưa có đụng chạm gì tới mình, miệng người ta ngậm rác, người ta phun rác trước mặt mình, chưa có dính vô chiếc áo tràng của mình. Mình là người con Phật mà mình không khòm xuống lụm bông sen đem về, mà khòm xuống lụm rác đem về. Cái đó mình giống Phật không? Không giống Phật miếng nào luôn. Quý Phật tử thấy không? Mình tu cho tới giờ này rồi, 89 lần rồi đó. Mà quý Phật tử ơi, phía bên đây U Như Kỷ. Biết U Như Kỷ không? Còn phía bên đây Vũ Như Cẩn. Hai bên nào cũng y như cũ, vẫn như cũ hết trơn, hoài 89 lần rồi, không ai thay đổi được cái gì hết. Làm sao thay đổi được? Mình tu mà quý Phật tử ơi, mỗi một ngày mình vô trong đạo tràng, thầy xin thưa với quý Phật tử, không phải là kể lễ đâu nha. Mỗi một lần mình vô đây mình tu, quý Phật tử ơi, nội cái chỗ ngồi của mình thôi, mình đã thiếu nợ Ngài Trì Địa Bồ Tát rồi. Ngài Trì Địa Bồ Tát nói rằng là tôi thấy thân tôi bỗng biến thành
Con đường trăm nhịp đón chúng sanh, đây thân tôi đó, hồn tôi đó, mạnh bước chân lên hỡi chúng sinh. Cái chỗ mà mình ngồi, cái cầu mình đi qua đều là hóa thân của Trì Địa Bồ Tát. Mình vô mình ngồi trong đây, mình ngồi trên mình của Ngài Trì Địa Bồ Tát đó. Mà mình có bao giờ mà mình trả được cái ơn đó không? Mình vô trong đây mình ngồi mình tu, mà mình ngồi mình ngủ là kể như không có trả ơn rồi. Mình ngồi mình tu mà mình cứ lơ đễnh, mình ngồi trong đây mà mình cứ nhớ chuyện ở nhà, nhớ chuyện đâu đâu không, mình giống như kiểu không tập trung á, là không đền ơn của Trì Địa Bồ Tát rồi. Mình ngồi mình tu, mình vô trong đây, mình đi kinh hành, mình ngồi mình ăn cơm biết bao nhiêu thứ mà mình không bao giờ trả ơn cho Bồ Tát. Quý Phật tử ơi, mình ngồi mình ăn cơm cũng vậy. Có một lần, có một vị tỳ kheo phát nguyện trước Đức Phật Quan Âm Vương Như Lai bạch Đức Thế Tôn: trong vô lượng kiếp về sau, chúng sanh thân hình ốm yếu, đau bệnh rất nhiều, con nguyện hóa thân thành từng hạt lúa, để cho chúng sanh trồng thân của con vào trong đất, để con có thể trổ ra thành hàng ngàn hàng vạn cái hạt lúa, để cho chúng sanh gặt con vào, đập con ra, giả con thành từng hạt gạo, nấu con lên thành từng hạt cơm, con cúng dường cho vô lượng chúng sinh. Lúc bây giờ Tôn giả A Nan mới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo năm xưa là ai mà phát nguyện vĩ đại như vậy? Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời: vị tỳ kheo năm xưa chính là Như Lai đó. Đạo tràng có ăn cơm không? Quý Phật tử ơi, mỗi lần mình ăn cơm là mình đã ăn hóa thân của Phật, ăn nguyện thân của Phật vào trong con người của mình. Sở dĩ Đức Phật phát nguyện để mà cho mình ăn thân thể của Ngài, để cho máu của mình có một chút chất Phật, cho xương thịt của mình có một chút chất Phật. Mà quý Phật tử ơi, mình ăn cơm hàng ngày, mình ăn chất Phật, mình ăn nguyện Phật, mình ăn hóa thân của Phật vào trong con người của mình. Mà quý Phật tử thấy con mắt của mình có một cái gì Phật không? Con mắt của mình có Phật không? Con mắt của Phật là gì? Là nhìn yêu thương, nhìn tha thứ. Hai cái đó thôi. Mình còn không có mà. Con mắt của mình cứ nhìn chỗ này, mình liếc chỗ kia, mình thấy chỗ nọ, cái gì đẹp mình nhìn đắm đuối, cái gì ghét cái mình liếc, mình thấy này kia. Con mắt của Phật của mình không có chất Phật. Lỗ tai của mình cũng đâu có miếng chất Phật nào đâu quý Phật tử. Người ta khen cười hoài luôn, ta nói giống bà tiên, cái là bắt đầu từ đây về tới nhà tối ngủ nở một nụ cười tưởng mình là tiên. Còn người ta chê, chưa chắc gì người ta chê đúng nữa, là bắt đầu buồn hiu, là bắt đầu xách giỏ đem về. Có bà hai bà xuống dưới bếp nấu cơm, bà này nói kiểm tôi nấu ngon hơn kiểm của bà. Bà này nói kiểm tôi ngon hơn, chùa tôi nấu kiểm ngon hơn, con nhất đó. Nấu gì ra cũng ngon hết, nấu gì ra cũng ngon hết. Cho dù mình nấu ngon, nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, có thể ngon đó, nhưng mà người ta gọi là gì? Mình ngon có người ngon hơn mình, hiểu không? Bây giờ mình chưa gặp, nhưng mà biết đâu chừng có người khác ta nấu ngon hơn mình. Vậy đó mà đi đâu cũng nói mình ngon hết à. Đó, cái đi đâu mình cũng nói mình nấu ngon hết, cái gì mình cũng khen mình ngon hết. Cái đó là sai đó quý Phật tử, hiểu không? Cái đó là hoàn toàn sai, sai hết luôn, sai lầm dữ lắm luôn đó quý Phật tử. Đó, rồi cái hai bà khen với nhau, chê nhau, bà này nói tôi nấu kiểm ngon, bà kia nói tôi nấu kiểm ngon, chửi lộn với bếp. Đó, chửi xong xuôi rồi cái bắt đầu bà này tức mình quá, lên trên bà Phật bạch Đức Thế Tôn: xin phép Ngài cho con nghỉ tu 5 phút, con xuống con chửi con mẹ này mới được. Trời ơi, lên xin phép Phật nghỉ tu 5 phút xuống chửi bà. Rồi xuống bắt đầu lột áo tràng ra rồi chửi. Quý Phật tử ơi, như vậy sao tu? Chê bai với nhau, rồi cái bắt đầu cái là nói xấu lẫn nhau, rồi cái dạch lỗi của nhau, như vậy là không giống Phật một miếng nào hết. Cho nên thầy mong quý Phật tử ơi, mình tu có nghĩa là gì? Không cần phải làm sao mà con được giảng sanh ở cõi Phật, đừng có cầu cái đó. Mình cầu mà mình không làm được, giống như bây giờ mình ngồi ở nhà mà mình cứ giái làm sao cho con lên thành phố Hồ Chí Minh đi, con lên Sài Gòn được đi, cứ cầu nguyện hoài mà cứ ngồi ở nhà vậy đó rồi cầu. Quý Phật tử muốn cầu thì alo, đặt trạm, bán mua vé, đặt ghế luôn, đúng giờ xe chung chuyển lợi gước, làm đi. Có tiền, đặt vé, số ghế đàng hoàng, xe mấy giờ chạy, xe trung chuyển lợi rước đi. Thì đương nhiên tới Sài Gòn thôi, hiểu không? Còn mình cũng vậy, đừng có ngồi một chỗ mà cầu giảng sanh, hãy làm đi, làm những điều giống Phật. Tức là mình đã đặt vé rồi đó quý Phật tử à.
Rồi một ngày nào đó xe trung chuyển nó sẽ đến, nó báo: bà hai ơi, ông hai ơi, cô hai ơi, chị hai ơi, nhân viên quả mãn, đặt vé đã được rồi, ngày mai 1:10, 1:45 xe trung chuyển đến rước. Tức là người ta gọi là thoại tướng giảng sanh, hiểu không? Thoại tướng giảng sanh là biết trước ngày giờ, có người báo cho mình biết ngày mình đi. Mà mình nghe cái tin 11:45 chết, lòng của mình không sợ hãi mới gọi là giảng sanh. Hiểu không quý Phật tử? Người chết mà sợ hãi, bảo đảm với quý Phật tử xuống địa ngục. Mà khi mình cảm giác mình chết mà lòng của mình không sợ hãi, quý Phật tử ơi, mình chắc chắn giảng sanh. Những cái người mà đi tự tử đó, họ bị bức xúc, họ bị phiền não, cho nên họ không cần sống, họ chết. Nhưng mà khi họ uống thuốc độc vô rồi, khi thuốc độc hoành hành, họ lại sợ chết vô cùng. Họ hoang mang, họ sợ tột độ đó quý Phật tử. Người thắt cổ cũng vậy, cũng hoang mang tột độ luôn chứ không phải chơi đâu. Cho nên thầy mong quý Phật tử mình tu, cái quan trọng nhất là giống Phật, không phải cầu cái này cầu cái kia nghe quý Phật tử, hiểu không? Cũng đừng có nghe lời người này nghe lời người kia. Có nhiều Phật tử đó, nghe đĩa ông này giảng, nghe đĩa cô kia giảng, nói không có Phật A-di-đà, không có kinh A-di-đà, rồi cái bắt đầu hoang mang không biết có hay không vậy. Quý Phật tử ơi, cứ tu đi. Thầy nói ví dụ như bây giờ có một người đi qua bên nước Mỹ rồi, người ta đi qua bên đó, người ta biết ví dụ như là cái đảo Hawaii nó có cái gì, nó có hột Macca, nó có cái hột này hột kia ở đảo Hawaii, ví dụ vậy. Người ta biết, người ta về người ta nói với mình, cái mình đâu có qua bển đâu, hùi không có bao giờ có Hawaii, không có nước Mỹ, không có cái gì bên đó hết, tại mình không có đi, mình không có biết, hiểu không? Cho nên đừng bao giờ nói rằng là không có Phật Di Đà, đừng bao giờ nói là không có cái cõi Tây Phương. Mình tu, cứ hãy cố gắng tu thôi. Mình cứ đặt vé đi rồi một ngày nào đó mình sẽ đến. Mà muốn đặt vé thì sao? Phải giống Phật. Ăn cơm phải giống Phật. Nằm ngủ phải giống Phật. Nói năng phải giống Phật. Rồi quý Phật tử ơi, mình tất cả yêu thương cũng phải giống Phật. Làm cái gì cũng giống Phật. Cười cũng phải giống Phật nữa. Quý Phật tử là con của Phật thì con phát nguyện là con phải giống Phật. Còn mình tu mà mình không giống Phật thì làm sao mình giảng sanh về cõi Phật đây? Bây giờ cái mặt của mình nó chầm dầm vậy hoài, mà đốt cây nhang để ngang trán, cái mặt sụ xuống, bạch Đức Thế Tôn cho con giảng sanh, ông Phật nào dám lâu lên đó? Chàng ơi, mặt mày giống như là ma vậy rồi làm sao dám cho giảng sanh về cõi Phật? Hiểu không? Mặt cứ sụ xuống hoài, lên thế giới Tây Phương đây rồi nội một mình mà bà đứng bà sụ hoài, ghét cổ Tây Phương nông nổi luôn đó quý Phật tử. Cho nên rồi mình muốn giảng sanh về cõi Phật phải giống Phật, là cười một chút quý Phật tử. Từ đây trở về sau, đạo tràng chùa Giác Viên thay đổi cách sống của mình, cười nhiều đi quý Phật tử. Hãy nói thiệt quý Phật tử, mà cười nhiều thay đổi cuộc đời của mình. Sở dĩ mình nghèo là mình cứ sụ hoài, sở dĩ mình nghèo mình đi đâu mình than đó, sở dĩ mình nghèo mình đi đâu cái là mình buồn đó. Nằm ở nhà cũng buồn, đi đến nhà người ta cũng buồn, đi đâu cũng than, ngon nghèo quá, than không có tiền, than hoài. Quý Phật tử ơi, mình đã nghèo rồi, mình sụ cái mặt mình xuống, nó làm cho mình nghèo thêm, rồi mình đi than nghèo nữa, thì cái nghèo nó tiếp tục đi theo mình hoài đó quý Phật tử. Còn mình nghèo mà mình cứ cười đi, mình mới thay đổi được cái giận nghèo của mình. Mình nghèo mà mình sống lạc quan mới thay đổi được cuộc đời của mình chứ quý Phật tử. Mình bệnh mà mình cười, tức là mình thay đổi cái bệnh của mình, nó làm cho mình mau hết. Còn mình bệnh mà mình cứ sụ cái mặt mình xuống, mình cứ buồn, mình cứ tủi thân mình hoài này kia, tức là mình làm cho cái bệnh mình càng ngày càng trầm trọng thêm lên. Cho nên từ đây trở về sau, mình là Phật tử chùa Giác Quyên, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải có một nụ cười tròn đầy mới được. Đừng sụ nữa quý Phật tử ơi, sụ không có lợi ích gì đâu. Mình làm sao cái mặt của mình giống Phật một chút, đừng để cho nó càng ngày nó càng giống ma, hiểu không? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rồi, nó đã bỏ ta, nó đi hơn 50 năm trời lang thang như một tên cùng tử. Có đọc kinh Pháp Hoa không? Lang thang như một tên cùng tử, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người vậy đó, hơn 50 năm trời. Rồi bây giờ kêu nó quay trở về, kêu nó quay trở về giao gia tài cho nó, nói nó là con của ta mà nó không tin luôn, nó không dám gì hết. Nó giống Phật, nó nói tội chết, nó giống Bồ Tát, nó cũng sợ tội luôn. Con của Phật mà nói giống Phật, ai cũng không chịu hết.
quý Phật tử ơi, rồi Đức Phật mới cho nó làm một cái nghề để mà nó cảm thấy là vừa bụng nó, cho nó đi hốt phân. Có đọc kinh Pháp Hoa không? Cho đứa con cùng tử đi hốt phân. Thầy hỏi thiệt, đạo tràng chùa Giác Viên có đi hốt phân không? Có không? Thầy nói ví dụ thôi, bây giờ trên đoạn đường mình đến chùa Giác Viên nè, mình thấy cái cặp nào đó nó đang gây lộn hay gì đó, sùm gì đó, là nó đang thải phân nó ra, mặc áo tràng, đeo cái túi đồ này kia gì đó, tay đeo sâu chuỗi, hốt phân liền. Hốt cái phân ở nhà đó đó, đem vô trong đạo tràng, bắt đầu chia ra cho ngựa miếng phân. Có nhiều người không hốt phân mà khoái xin phân đem về lắm, quý Phật tử, ghê gớm vậy đó. Cho nên bây giờ nè quý Phật tử ơi, mình thích nhìn lỗi người ta là làm nghề hốt phân. Đạo tràng của mình có thích nhìn lỗi người ta không? Có thích nói lỗi người ta, có thích nói xấu người ta không? Đạo tràng của mình ai còn nói xấu người khác, người đó còn làm nghề hốt phân. Đạo tràng có hốt phân không? Đừng có nói có, đừng có nói không lẽ. Mô Phật bạch thầy, khi có khi không. Bữa nào nó có con mới hốt, còn nó không có con đâu có hốt chi. Thấy không? Khi có khi không. Cho nên đừng từ đây trở về sau phải giống Phật một chút nha quý Phật tử. Mình phải làm sao xứng đáng một tí. Mình là con của Phật rồi mà mình để cho ma nó cười, nó chê mình hoài không được. Con ma nó đứng, nó nói trời ơi, một đám con của Như Lai, coi kìa, bày hay quá trời quá đất, một đám con Như Lai, nó tùm lum tùm la, một đám con Như Lai, nó xô bồ xô bổn quá trời. Như vậy là tội chết. Mình là con của Phật mà mình không làm cái gì để mà người ta khen mình giống Phật. Cũng giống như bây giờ mình là con của cha mẹ mà mình để người ta chê, người ta mắng, người ta chửi mình hoài là phạm cái tội bất hiếu với cha mẹ đó. Mình là con của cha mẹ, tức là mình là bản sao của cha mẹ. Mà bây giờ bản sao của cha mẹ mà để cho người đời chửi bới mình, nguyền rủa mình, thằng quỷ này nó chết sớm chừng nào tốt chừng ấy, nó chết là yên nhà lợi sớm, thí dụ vậy. Mình sống mà mình để cho thế gian nguyền rủa như vậy, tức là mình phạm cái tội bất hiếu với cha mẹ, vì mình làm cái bản sao của mình ảnh hưởng đến bản chánh của cha mẹ đó quý Phật tử. Hiểu chưa? Cho nên mình sống mà mình để cho người ta chê mình, tức là phạm tội bất hiếu. Bây giờ mình quy y Tam Bảo mà người ta còn chê mình, mà mình sống không nên thân, không nên trò, nên trống, tức là mình phạm một cái tội làm thân Phật chảy máu. Hiểu không quý Phật tử? Hiểu chưa? Làm cho thân Phật chảy máu luôn đó. Hồi nãy thầy MC nói và Phật tử chúng con vô cùng chất phát. Phát xong rồi đem chất hơn. Phát xong rồi đem chất vô, phát xong đem chất vô vậy đó. Không buông bỏ được mà. Chất phát không phải là vô tư, không phải là hiền lành. Chất phát mà nói ngược lại một cái là hễ mà phát xong rồi cái đem chất vô, phát xong rồi đem chất vô. Tức là mình phát ra là mình giữ đó, phát ra giữ đó, không buông bỏ được quý Phật tử. Thế mà người ta phát ra cái miệng bao nhiêu câu nói là mình chất vào trong tâm của mình bấy nhiêu câu nói, như vậy rồi làm sao trở thành những người con Phật được. Cho nên Phật tử cần phải chất phát, nhưng mà chất phát thật sự, chân chất, hiểu không? Chân chất, còn chữ phát ở đây là gì? Là quê, là tự nhiên, là hồn nhiên. Nó là chân chất hồn nhiên, tức là người chất phát. Mà người chân chất là gì? Là người thật thà. Mà người thật thà là gì? Là người không nói xấu người ta sau lưng. Người thật thà là gì? Là người không khen, không chê gì cả. Ăn đồ ngon thì ăn xong, nhiều ăn được hai chén. Đồ bữa nay nấu hơi khét, ăn một chén. Sư cô lại hỏi bữa nay tụi con thấy ăn cơm ngon không? Mô Phật, dạ được. Bữa nào dở quá, sư cô lại hỏi con ăn cơm thấy ngon không? Mô Phật, dạ được. Ngon cũng được mà dở cũng được, hiểu không quý Phật tử? Nghĩa là tâm của mình không có khen chê trong đó. Đừng bao giờ có khen chê trong đó quý Phật tử. Cuộc đời của mình, quý Phật tử ơi, mình ăn để mình sống, mình sống để mình tu, chứ không phải mình sống để mà mình lựa chọn món ăn. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Nhớ không? Ăn để sống, để tu, chứ không phải sống để đi kiếm món ăn, để phê bình món ăn, để tìm cái ngon cái dở. Cho nên từ đây trở về sau phải giống Phật một chút, ăn uống phải làm sao cho nó bình đẳng. Có một lần Đức Phật nói tôn giả A Nan, cái miệng của Như Lai chứng được cam lồ vị. A Nan nói con chúc mừng Đức Thế Tôn, miệng của Đức Thế Tôn có thần thông.
Cam lồ vị có nghĩa là đưa cái gì vô trong miệng nó cũng biến thành cam lồ hết. Nhưng mà Đức Phật nói không, miệng của Như Lai chứng được cam lồ vị có nghĩa là miệng của Như Lai đã chứng được bình đẳng vị. Có nghĩa là cái món này vô cũng như thế, cái món kia vô cũng như thế. Đối với Đức Phật không có ngon, không có dở, không có khen và không có chê. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên từ đây về sau mình là con của Phật phải giống Phật như vậy. Thầy không cần quý Phật tử phải giống Phật thiệt là nhiều, nhưng mà mình là con của Phật rồi, mình cần phải làm sao tôi luyện cho cái tâm mình, tắm gội thân tâm của mình để cho nó có một chút gì giống Phật. Thầy nói như đôi mắt của Phật là đôi mắt từ bi, gọi là từ ái thị chúng sanh, có nghĩa là dùng đôi mắt hiền để nhìn chúng sanh. Thì mình cũng có cái đôi mắt, mình không giống đôi mắt Phật thiệt là nhiều, thì quý Phật tử cũng giống mắt Phật đôi chút. Mình nên nhìn tất cả mọi người có một cái tâm yêu thương quý Phật tử à. Nhìn mọi người có một cái tâm yêu thương. Chứ mà quý Phật tử, cái con mắt của mình đó mà mình cứ soi mỗi người này, con mắt của mình soi mỗi người kia, con mắt của mình không có một chút gì chất Phật cả. Mình cố gắng sửa con mắt của mình cho giống Phật, sửa cái miệng của mình lại cho nó giống Phật. Hồi xưa cái miệng của mình đó, mình hay quyền, hay rủa, hay chù quẻo người ta. Cái miệng của mình hay nói những lời ác khẩu. Cái miệng của mình hay nói những lời gạt gẫm. Cái miệng của mình hay nói những lời dối trá vân vân. Thì bây giờ mình là con của Phật rồi, thì mình làm sao cho cái miệng của mình cho nó giống Phật một chút. Hiểu không? Thay lời nói dối bằng những lời chân thật, thay lời ác khẩu bằng những câu thiện khẩu, thay tất cả những cái lời nói xấu người ta thì hãy tán thán người ta, ngũ giả tùy hỷ công đức. Thì có như vậy đó quý Phật tử ơi, mình mới giống Phật được. Làm con của Phật mà không giống Phật miếng nào hết thì thôi rồi rồi. Áo tràng của mình đó, mặc áo vô là áo của Phật. Thầy nói nhắc lại cho quý Phật tử nghe, đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Phật là đấng yêu thương. Chiếc áo tràng lam của mình là trang phục của yêu thương. Còn quý Phật tử là gì? Là sứ giả của yêu thương đó quý Phật tử à. Cho nên đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Phật là đấng yêu thương, còn mình là sứ giả của yêu thương. Mình là con của Phật không? Vậy đó mà mình không thể nào thực hành được cái sứ giả của yêu thương một miếng nào hết. Sứ giả của yêu thương là đi đến đâu nụ cười hiện hữu tới đó. Hiểu không? Là bây giờ sứ giả của yêu thương, mình là thiên sứ của hòa bình, đi đến đâu chúng sanh vui đến đó, đi chúng sanh đến đâu là chúng sanh mừng đến đó. Hồi xưa nó thiên sứ đi đến đâu đó quý Phật tử, đi đến cái con cua nó mừng dữ lắm. Thiên sứ đi ngang con tôm nó cũng mừng, thiên sứ đi ngang con cá nó cũng mừng. Bây giờ mình mà đi ngang cái con tôm nó gầu, mình đi ngang con cua nó rầu, mình đi ngang con cá nó rầu. Cho nên hễ mà thiên sứ đi là chúng sanh mừng, còn mà đi ngang mà chúng sanh buồn là cái gì sứ? Quỷ sứ. Hiểu không? Thiên sứ đi ngang con cua nó mừng lắm, con tôm nó cũng mừng, thiên sứ đi ngang mà mang đến cho mình niềm vui, hạnh phúc. Còn quỷ sứ mà đi đến, con cua tự nhiên nó đổ quét, con tôm đổ quét nó cong vòng luôn. Thế mà quỷ sứ đi ngang, con cua, con tôm, con cá đều nằm trên cây dĩ, trên lò nướng hết đó quý Phật tử. Hiểu không? Cho nên mình là Phật tử rồi, mặc chiếc áo tràng lam là trang phục của yêu thương. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, phải cố gắng mình làm sao sống trong yêu thương. Mà muốn yêu thương thì cần phải tha thứ. Người nào mà dám tha thứ cho tất cả mọi người thì người đó mới thành tựu được yêu thương. Hay nói ngược lại, người nào có một cái lòng yêu thương chân thật thì người đó mới dám tha thứ cho tất cả mọi người. Hãy sống đi quý Phật tử, tha thứ và yêu thương. Đó chính là cái gì? Tông chỉ của đạo Phật. Mình tu ngồi tụng kinh. Mình tụng kinh, mình tụng hết bộ này tới bộ kia, hết phẩm này tới phẩm kia, hết ngày này tới ngày kia. Quý Phật tử tụng kinh hoài. Quý Phật tử ơi, mình tụng kinh mà trong bộ kinh Pháp Hoa không có yêu thương và tha thứ, mình tụng kinh Pháp Hoa kể như không. Hiểu không? Ngồi đọc kinh, trong tất cả những lời kinh hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, thì quý Phật tử ơi, hơn 6 muôn lời đó cần phải có yêu thương và tha thứ đó. Cho nên muốn đọc một thời kinh phải có yêu thương và tha thứ. Thì trên lưỡi sen hồng phóng hào quang là yêu thương, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi là tha thứ đó. Cho nên khi mà mình đọc kinh rồi, điều thứ nhất là cần phải có yêu thương và tha thứ. Mình đi phóng sanh cũng vậy, mình thả con cá, mình thả con cua, mình thả con này con kia xuống dưới sông,
thì khi mình thả đó phải có lòng yêu thương và tha thứ, chứ không phải là số lượng nhiều hay ít. Nhớ nghe quý Phật tử, đi phóng sanh không phải là lựa cái ngày phóng sanh, đi phóng sanh không có cái hội phóng sanh, đi phóng sanh không phải là mua rất là nhiều chúng sanh, mà phải có lòng yêu thương và tha thứ. Quý Phật tử thấy trong kinh Dược Sư nói rằng là đi phóng sanh 49 thứ loài vật, có không? Có đọc kinh Dược Sư không? Phóng sanh 49 thứ loài vật, không phải là lựa đủ 49 con vật đi phóng sanh. Mà 49 là gì? Ngày mùng 1 Tết là vía Phật Di Lặc, đúng không? Là hỷ xả. Tới ngày 19 tháng 2 là vía Bồ Tát Quan Âm, là từ bi. Từ mùng 1 tới 19 tháng 2 là 49 ngày. Có nghĩa là đi phóng sanh 49 thứ loài vật, có nghĩa là ngày đó chúng ta đi phóng sanh một con thôi, mà chúng ta có đầy đủ từ bi và hỷ xả. Trong tâm của mình đi phóng sanh có Bồ Tát Quan Âm chứng minh, có Phật Di Lặc chứng minh, thì như vậy là phóng sanh 49 loài vật, hiểu không? Chứ không phải đi mua 49 con mà thả. Cho nên đi phóng sanh cần phải có từ bi, cần phải có hỷ xả nghe quý Phật tử à. Cố gắng lên, đạo Phật là đạo từ bi, hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Mình tu mình không cần để mà con tu con tụng pháp hoa để con chứng được pháp hoa tam muội, con tụng kinh con niệm Phật để con chứng được niệm Phật tam muội, hay là con tu để một ngày nào đó Phật rước con lên bên ấy, không có cần cái đó. Mà mình làm sao mình đi bước chân trái tới thành tựu đại bi, bước chân phải tới thành tựu trí huệ, cứ như vậy thôi. Mình làm sao mà bước chân của mình nó đầy đủ từ bi và hỷ xả quý Phật tử à? Bước chân trái tới con thành tựu được hỷ xả, bước chân phải tới con thành tựu được từ bi. Đi tới vậy đó là hỷ xả từ bi, hỷ xả từ bi, hỷ xả từ bi, cứ như vậy mà đi. Mỗi một bước đi của mình đều có từ bi hỷ xả. Bàn tay của mình giơ lên để xuống phải có từ bi và hỷ xả, hiểu không quý Phật tử? Cho nên thiên thủ thiên nhãn là gì? Quý Phật tử ơi, thiên thủ là đôi mắt nhìn hết tất cả mọi người, thấu hiểu hết tất cả những nỗi niềm đau khổ của chúng sinh. Thấy chưa? Đó là từ bi. Còn cái bàn tay của mình đi đến đâu dìu dắt chúng sinh, nâng đỡ chúng sinh để cho chúng sinh bớt khổ, đó là tha thứ cho tất cả mọi người, dìu dắt cho tất cả mọi người, đó là thiên thủ thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, mình tu mà từ bi hỷ xả của mình không có, thì quý Phật tử ơi, mình đi từ thiện cũng không có. Từ là gì? Từ là mình cười. Thiện là gì? Đem nụ cười của mình cho tất cả chúng sinh mới gọi là từ thiện. Còn mình đi từ thiện mà mình nhăn nhó trên xe, mình cự cãi trên xe, mình thiếu điều muốn quýnh lộn trên xe luôn, thì thôi thất bại quá. Sao tôi đóng tiền bằng bả mà cho bả ngồi trên bắt tôi ngồi dưới, thí dụ vậy. Con ngồi ở trên à, con ngồi dưới không được, con ngồi dưới con hối. Thí dụ vậy, đi từ thiện mà nói vậy đó. Thầy thưa với quý Phật tử nào mà còn trẻ mà dành ghế ngồi trên, không cho mấy bà già ngồi trên đó, mà nói con ngồi dưới con hối, thì thôi nghỉ ở nhà đi, đừng có đi từ thiện. Từ đây trở về sau, Phật tử giác quyên phải cố gắng sắp xếp, muốn đi từ thiện cũng được. Nhưng mà Phật tử mà từ 30 tuổi trở xuống, dứt khoát phải đứng ở dưới xe. Cho các bà cụ từ 60, 70 trở lên, lên xe trước, các cụ ngồi ở trên hết đi, rồi mới tới mình. Nhiệm vụ của một người thanh niên trai tráng đi từ thiện có nghĩa là đem nụ cười của mình để tặng cho nụ cười tất cả những chúng sinh không có. Hiểu không quý Phật tử? Mình là thanh niên, mình là tình nguyện viên, mình đi theo như vậy để mình gồng gánh, mình làm tất cả những việc nặng nhọc cho quý Phật tử lão thành. Vậy đó mà lên thanh niên trai tráng mà đi dành chỗ ngồi với mấy bà già, làm sao từ thiện? Rồi đi từ thiện, đã ngồi trên xe rồi là chiếc xe Phật, thì ngồi trên ngồi dưới gì mà không được. Giành giật với nhau, ngồi chỗ này ngồi chỗ kia, rồi cự cãi trên xe. Tôi đóng tiền bằng bả mà cho bả ngồi trên tôi ngồi dưới. Quý Phật tử ơi, đi từ thiện như vậy mất hết công đức lành, mất hết thời gian của mình, mất hết công sức của mình. Cho nên đi từ thiện kiểu đó không có từ bi và hỷ xả, đi từ thiện đó mãi mãi không bao giờ giống Phật. Hiểu chưa? Đi từ thiện cái đó là ma không đó, là ma sự, là việc làm của ma không, không có việc làm nào của Phật hết đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Quyên của chúng ta cố gắng từ đây trở về sau phải sống cho thật là xứng đáng làm người thôi là được rồi. Thầy không có mong gì một ngày nào đó quý Phật tử chùa Giác Quyên phải thành Phật hết á, không có cần, thành người là mừng lắm rồi. Cái ngày mà Đức Phật thành đạo dưới cõi Bồ Đề, 49 ngày tư duy thiền định, Đức Phật thành Phật. Đức Phật mới nói với tất cả mọi người, tuyên bố với tất cả mọi người rằng
cái ngày mà Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề, cái ngày mà Như Lai thành bậc chánh đẳng chánh giác đó, ngày đó Như Lai không phải trở thành một vị thần, một vị thánh đứng trên hoa sen ngàn cánh phóng ra muôn ngàn tia hào quang đâu, mà ngày đó là ngày Đức Thế Tôn trở thành một con người toàn diện, hiểu không? Thành Phật có nghĩa là trở thành một con người toàn diện. Chúng ta cũng là con người, nhưng mà con người chúng ta nó còn méo chỗ này, còn mẻ chỗ kia, hiểu không mấy Phật tử? Còn Phật là gì? Không còn méo nữa. Phật là gì? Không còn mẻ nữa. Tức là chúng sanh là một người nhưng mà nó chưa hoàn thiện. Còn Phật là gì? Trở thành một con người hoàn hảo. Đơn giản như vậy đó quý Phật tử à. Bây giờ quý Phật tử kiểm tra coi mình còn méo không? Méo dữ lắm luôn. Mình ngồi trong, mình ngồi ở dưới, mình ngồi ở chỗ của mình, mình ngồi mình nhìn trong thân thể của mình, ai cũng nghĩ mình tròn hết á, ai cũng nghĩ mình đẹp hết á, ai cũng nghĩ mình hay hết á, ai cũng nghĩ mình cao hết quý Phật tử. Nói chung ai cũng nghĩ mình có giá trị hết, hiểu không? Không được quyền người nào xúc phạm tới mình hết. Như vậy là bị méo rồi. Cái người mà tròn rồi đó quý Phật tử, không cần người ta khen, không cần người ta chê. Người ta chê nó cũng tròn, mà người ta khen nó tròn sẵn rồi, hiểu không? Cho nên cái người mà nó đẹp rồi thì không có bao giờ bị lung lạc bởi khen chê. Người mà đẹp rồi là thị phi tiếng rụng như hoa sớm, danh lợi lòng băng với bảo đêm. Cho nên mà người đẹp rồi đó, đối với mình cái danh lợi không có màng, khen chê cũng không có màng tới luôn nữa. Còn quý Phật tử sống mà cứ gửi gắm linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ hoài, chết luôn, làm món đồ chơi của người ta hoài thì không được rồi. Mình phải làm sao trở thành một con người tự chủ. Thầy xin nhắc lại với quý Phật tử đạo tràng chùa Giác Viên, mới mốt mình bị người ta chê, mình bị người ta mắng, mình bị người ta quỷ nhục, đứng yên một chỗ, nói thầm trong tâm: lại mẹ Quan Thế Âm, con đến chùa Giác Viên là con trồng cây Bồ Đề. Hôm nay bà ấy, ông ấy, cô ấy đang mắng, đang chửi, đang quỷ nhục con, tức là cô ấy, bà ấy, ông ấy đang vung phân cho cây Bồ Đề của con. Hiểu không? Nói liền, không buồn, không gì hết á. Người ta chửi mình, tức người ta liệm phân cho cây Bồ Đề của mình. Còn người ta khen mình: lại mẹ Quan Thế Âm, con đến đạo tràng chùa Giác Viên, con trồng cây Bồ Đề. Bữa nay ông ấy, cô ấy, chị ấy đang khen con, tức là ông ấy, chị ấy đang tưới nước cho cây Bồ Đề của con. Hiểu không? Cho nên khen là tưới nước, người ta chê là dung phân. Hãy tưới nước thì cây nó xanh lá, dung phân thì cây nó ra hoa thôi. Thì một ngày nào đó quý Phật tử ơi, mình sẽ gặt được cái kết quả ngọt ngào, đúng không quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Viên phải cố gắng giống Phật một chút. Con là con của Phật, con phải giống Phật. Đó là điều tâm đắc của mình, là tâm niệm của mình, là hoài bão của tất cả chúng ta. Hiểu không? Đừng có cầu nguyện giảng sanh gì cõi Phật chi. Mình làm sao mình giống Phật là mình đẹp rồi đó quý Phật tử. Mình giống Phật là một ngày nào đó xe Phật đến rước, còn giống ma là xe ma đến rước. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, cuộc đời của mình nó giống như là một toa tàu. Tuổi thọ của mình nó giống như một đường ray khép kín. Ở chính giữa đường ray đó có một nhà ga nhỏ. Cái ngày mà mình từ nhà cái nhà ga nhỏ mình bước lên cái toa tàu gọi là sanh, rồi nó quay không biết mấy chục vòng, tới chừng nó ngừng lại, mình bước xuống sân ga, đó là tử. Hiểu không? Tùy theo quý Phật tử, ngày mình bước lên toa tàu, mình đăng ký 10 vòng thì nó quay đúng 10 vòng, mình bước xuống 10 tuổi chết. Mình đăng ký 30 tuổi thì nó quay đúng 30 vòng, nó dừng lại, bước xuống sân ga hưởng dương 30 tuổi. 60 tuổi mình đăng ký 60 tuổi, 70 tuổi, đúng 70 vòng nó ngừng lại, mình bước xuống sân ga hưởng thọ 70 tuổi. Ví dụ vậy, ăn thua mình thôi. Cho nên chết và sống bình thường nghe quý Phật tử. Cái điều quan trọng là lúc mình ngồi trên toa tàu, mình ăn như thế nào, mình nói như thế nào, mình sống như thế nào, đẹp hay là xấu. Để rồi cái ngày mình bước xuống sân ga, ai là người đón mình? Hiểu chưa? Bước xuống sân ga ai là người đón mình? Ở dưới sân ga có hai nhóm, một nhóm hai người, một nhóm ba người đứng dưới sân ga đón. Nhóm ba người đó là gì? Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Nhóm hai người là gì? Đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen. Hiểu không? Biết đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen là ai không? Hắc Bạch Vô Thường. Nó đứng đó đó.
Nếu mình ngồi trên sân ga, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con mắt của mình có đôi mắt Phật, lỗ tai của mình có cái nghe của Phật, lỗ mũi của mình hít thở hương vị của Phật, cái miệng của mình nói lời nói của Phật, bước chân của mình đi trong thế giới Phật, bàn tay của mình đưa lên để xuống của Phật, hiểu không? Ăn cơm của Phật, ngủ trong nhà của Phật, suy nghĩ tất cả những lời của Phật. Quý Phật tử đến với nhau, xích lại gần nhau bằng tần số của Phật. Thì quý Phật tử ơi, khi mình bước xuống sân ga, Đức Di Đà Bồ Tát Quan Âm phóng hào quang tiếp dẫn. Còn nếu mình ngồi trên to tàu, tức là to tàu của cuộc sống này nè quý Phật tử, mình ác quá đi, mình nhìn lỗi người ta, mình chê người này, mình chê người kia, mình sân hận, mình mưu mô, mình xảo nguyệt, mình thâm độc, mình ác đó quý Phật tử. Thì quý Phật tử ơi, cái ngày mà mình bước xuống sân ga, quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi ta về đất chết, hiểu không? Một người phóng hào quang rước mình, một người phóng dây xích lôi ta về đất chết. Quý Phật tử thích đi trên hào quang hay thích nó quăng dây xích nó lôi cổ mình đi, thích cái nào? Phóng hào quang, mình nương tựa hào quang, mình đến gần bên Phật. Còn đằng này nó quăng dây xích vô gần cổ, nó lôi sọc 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 sọc, nó lôi dài dài, lôi về thế giới chết, hiểu không? Cho nên người nào mà được đứng trên hào quang, khi chết rồi miệng như nở một nụ cười, mắt nhắm nở một nụ cười, chết mà giống như ngủ, là người đó đi trên hào quang của Phật. Còn người nào chết con mắt trợn lên, lỗ mũi xéo qua một bên, miệng hả ra, lưỡi thụt vô, răng giả rụng ra hết đó, he là kể như tiêu rồi, quăng dây xích lôi ta về đất chết đó quý Phật tử, hiểu không? Cho nên thầy mong rằng tất cả Phật tử chùa Giác Viên, chúng ta không phải là hoa hậu, nhưng mà ngày chết cái mặt cho nó có hậu một chút, hiểu không? Mình không phải là hoa hậu mà cái mặt mình lúc chết cho nó có hậu một chút đó. Hồi xưa đó, ông vua chết hay là tất cả mọi người chết đó, ông vua chết ta gọi là băng hà, tại vì cái chết người ta nó thanh tịnh, nó trầm lắng vô cùng, yên ả vô cùng, gọi là băng hà, hoặc là gọi là chết tốt, hiểu không? Còn bây giờ hỏi đi đâu vậy chị? Đi đám ma. Sao vậy? Chết giống con ma quá, hiểu không? Chết giống con ma quá cho nên bây giờ ta mới nói đi đám ma, hiểu không? Đó, nhìn cái mặt thiệt sự luôn, mình chết mà con cháu nó không dám lại gần mình luôn, chết mà cái giường của bà ngoại nó nằm, chết mà nó không dám lên nó nằm luôn, con cháu xách cái giường đem cho người ta, đem đốt đem bỏ luôn, chết mà tới mức độ vậy rồi làm sao đây? Nó nói nó thương dữ lắm luôn, nó khóc giật khóc giả gì đó, mà chết rồi mẹ nó chết rồi cái gối của nó, của mẹ nó không dám nằm, không dám ôm luôn, đem giục đem xé đem bỏ hết. Quý Phật tử ơi, tại vì sao vậy? Cái lúc má nó chết cái mặt giống ma quá, rồi làm sao nó chịu đựng được? Nó ôm cái gối mà nó nhìn, nó tưởng tượng cái mặt của bà lúc chết đó, rồi làm sao nó ngủ, hiểu không? Cho nên á, thầy nói quý Phật tử nghe, hồi xưa chết đẹp lắm quý Phật tử, là tại vì sao vậy? Con người ta đăng ký mấy dòng là đúng dòng rồi là bắt đầu to tàu nó hụ, nó hú lên, nó còi chiếc tàu đầu quả nó hú lên mà, là nó báo cho mình còn một dòng nữa là ngừng đó, là người ta tự động người ta tới cửa ra, người ta bước xuống sân ga. Còn bây giờ to tàu nó ngừng rồi đó mà xuống sân ga không thèm xuống, mà cứ níu cái cửa hoài không chịu xuống, hiểu không? Bảo vệ nó đạp vậy mà không chịu xuống, quỷ vô thường nó lâu vậy mà cứ gịch lại không chịu chết. Có nhiều người như vậy đó quý Phật tử, thành ra rồi cái chết của mình nó vô cùng xấu xí. Từ đây trở về sau, Phật tử chùa Giác Viên hãy bình tĩnh với cái chết, hiểu không? Chết là gì? Một lần chót để trở về quê Phật, không có gì cả. Chết là gì? Là một bóng đèn bị đứt để thay bóng đèn mới mà thôi. Chết là gì? Một con chim được sổ lòng. Thân thể của chúng ta là một cái lòng, và Phật, công Phật ở trong tâm mình là một con chim bị nhốt trong cái lòng thân thể này. Mà cái thân thể của mình đó quý Phật tử ơi, thầy nói thiệt, nó dơ, nó giấy, nó bẩn, nó thiểu, mà nó hôi hám, nó bệnh tật dữ lắm luôn. Vậy đó mà nhốt con Phật mình ở trong đó, vậy thì chết là gì? Là một sự giải thoát, hiểu không? Là người con của Phật, là một Phật tử phải giống Phật, phải làm sao hiểu, hiểu thật sự cái chết, bình tĩnh trước cái chết, hiểu chưa quý Phật tử? Đừng sợ chết nữa nghe, ai mà sợ chết cái mặt mình xấu lắm quý Phật tử, đừng sợ. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, không ai mà sống hoài đâu, người ta đăng ký thôi đó. Thí dụ như mà nó quay chừng còn chừng một vòng hai vòng nữa nó ngừng đó, cái nó báo liền, nó báo là kể như quý Phật tử ơi, mình vô bệnh viện mình nằm đó, là nó báo sắp sửa ngừng rồi đó. Cho nên không có lo gì hết á, mình làm sao mình sống, mình nói với tâm của mình rằng
nói với ông Phật ở trong lòng của mình rằng: bạch Đức Phật, con sống một ngày thôi, con cũng nở một nụ cười hoan hỷ. Còn một ngày nữa thôi, ngày mai con chết, bữa nay con vẫn nở một nụ cười hoan hỷ, không buồn gì cả. Phải tập làm như vậy mới được quý Phật tử. Đừng có bao giờ để cho sống chết nó làm cho mình bị lung lạc, bệnh tật nó làm mình bị lung lạc. Mình phải tâm niệm trong đầu, bệnh là gì? Là sự thử thách của Phật. Như vậy mình mới đúng là con của Phật. Bệnh là gì? Là sự thử thách của Phật. Hiểu không? Thử coi, bệnh đó, sức khỏe kém đó, mà nó dám đi chùa không? Bệnh đó mà nó dám vô tu không? Thử thôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta 100 người thì quý Phật tử ơi, mình gớt hết 60-70 người rồi. Mỗi lần mình bệnh là mình nghỉ à. Còn được một vài người bệnh mà gán mà đi chùa. Tại vì bệnh là sự thử thách của Phật. Mình vượt qua những thử thách đó, mình mới xứng đáng mình là con của Phật. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên á, hôm nay trong cái đạo tràng chùa Giác Nguyên này, thì thật sự ra đây là khóa thứ hai sau mùa dịch, đúng không? Lần thứ nhất một lần rồi, bây giờ đây là lần thứ hai quý Phật tử đến tu sau mùa dịch. Thì nhắc lại cho quý Phật tử, để chúng ta xứng đáng là một người con của Phật, sống xứng đáng để giống thật giống Phật một cách triệt để hơn. Đó, hồi xưa mình giống ít, bây giờ mình phải sống cho nó nhiều hơn. Hiểu không? Đầu tiên hết cái mặt của mình không có giống Phật. Con của Phật mặc áo tràng, quy với Phật, có tên của Phật đặt đàng hoàng, mà không có giống Phật một miếng nào hết. Thì đầu tiên hết không giống Phật, mình tu sao cho nó giống chút Phật đi. Rồi giống ít, thành ra giống hơi nhiều. Rồi mỗi một ngày giống thật nhiều Đức Phật hơn một chút. Đó là điều mà Thầy nhắc nhở quý Phật tử. Cái điều thứ hai mà Thầy nhắc nhở quý Phật tử rằng là tất cả các bệnh nó đều là sự thử thách của Phật. Kể cả Covid-19, kể cả con virus corona đại dịch, nó là sự thử thách của Phật thôi. Mà Thầy mong rằng quý Phật tử ơi, cái dịch, cái bệnh con corona, nó cũng giống như là sự thanh toán nhân quả của nhau. Người nào có nhân quả với nó đến nó đòi. Người nào thiếu nợ nó đòi. Cũng giống như nó là cục nam châm, nó bay đến, tâm ai có kim loại nó hút hết. Còn tâm người nào không có kim loại nó đâu có hút làm chi, phải không quý Phật tử? Cho nên ở Việt Nam mình 340 mấy ca, nhưng mà không phải là ca kim loại, cho nên nó không có hút. Cho nên cuối cùng rồi không có ai chết, không ai tử vong hết. Rồi cái đất nước kế bên mình là đất nước Lào, tuy như vậy đó mà Lào chỉ có 19 ca mà thôi, mà cũng không có người tử vong. Ở trên nước Lào một chút, qua khỏi Thái Lan, Myanmar là có đất nước Bhutan, cũng không có, chỉ có 2 ca mà thôi. Bởi đất nước Bhutan, quý Phật tử, hoàng hậu nè, quốc vương nè, tất cả những quan triều đại, tể tướng, thần dân, tới cái người mà nhỏ nhất, thần dân ở trong đất nước Bhutan đều ăn chay trường hết quý Phật tử à. Người ta không sát hại sinh vật, người ta không có phá rừng, người ta không làm ô nhiễm dòng sông gì cả. Cho nên đất nước người ta vẫn bị ảnh hưởng đó. Thì có hai người Covid mà là dân nước ngoài đi vô thôi, không có người tử vong. Thành ra quý Phật tử thấy mình tu mà so với đất nước Bhutan, so với nước Lào, cái tâm của mình nó còn yếu hơn nó nghe quý Phật tử. Hiểu không? Mình tới 340 mấy lần đó, tuy không có ca tử vong, nhưng mà Thầy muốn nói với quý Phật tử rằng tất cả cái đó là nhân quả. Cố gắng mình tu, hạn chế, đừng bao giờ để có cái quán khí của mình nó gửi lên trên không gian. Mỗi lần mà mình giận ai mà mình cung tay lên như thế này, môi mình rung lên, môi mình tím hết, mắt mình trợn lên, mắt mình đỏ ngầu đó quý Phật tử, tức là mình đã gửi lên trên không gian 84.000 tín hiệu của sân hận và chiến tranh. Mỗi lần mình giận là mình gửi lên giữa không gian những tín hiệu của chiến tranh như vậy. Một người gửi 84.000 tín hiệu, mà cả tỷ con người gửi lên đó biết bao nhiêu tín hiệu chiến tranh, thì làm sao thế giới này hòa bình được đây quý Phật tử? Hiểu không? Cho nên con người gán tu, gán từ bi để đừng bao giờ có sân hận. Khi mà bị sân hận rồi, nội tạng của chúng ta bị thiêu đốt, rồi công đức lành của chúng ta bị thiêu đốt, rồi niết bàn của chúng ta phía bên kia cũng bị thiêu đốt, hoa sen của chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng bị thiêu đốt. Mỗi lần quý Phật tử ngồi trong đây, quý Phật tử quy y Tam Bảo, hoa sen trên cõi Tây Phương đề tên của quý Phật tử rồi. Nhưng mà mỗi lần mình sân lên một cái, hoa sen bị lửa đốt. Mỗi lần mình sân hoa sen lửa đốt, cho nên hoa sen ở cõi Tây Phương, tên của mình trên đó bị héo dần, một ngày nào đó bông sen nó không còn nữa. Bởi vì lửa sân của mình mà quý Phật tử. Thấy không?
Cho nên đó, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải cố gắng sống làm sao xứng đáng là một người con của Phật, sống xứng đáng để giống như là Phật, giống nhiều chừng nào hay chừng đấy nghe quý Phật tử. Cho nên đó, muốn nói thêm chút nữa mà thấy quý Phật tử hết có giống Phật rồi. Hồi nãy vô ngồi nhìn thấy ai cũng giống như bông sen hết, bây giờ 60 phút trôi qua rồi cái mọi người giống như cái bông súng hết rồi. Nãy ngồi ngay dữ lắm, thân ngay ngó thẳng đồ này kia ha. Ngồi quay nghi dữ lắm, ngồi nhìn thẳng luôn. Giờ ngồi cong bên này, cong bên kia, nhìn xa xa nó cũng có nhiều cánh giống bông sen, mà nhìn kỹ lại chèn ơi, 60 phút trôi qua bông sen thành bông súng hết. Mình tu như vậy đó quý Phật tử ơi, rồi làm sao giống Phật? Hồi cái thời của Phật còn tại thế đó, Đức Phật đó, nói kinh Pháp Hoa nói 6.000 năm luôn, mà đại chúng nghe sao mà nó nhanh quá trời, tưởng chừng như 60 phút à. Đức Phật nói kinh 6.000 năm mà đại chúng nghe nó như là 60 phút, nhanh lắm. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, thầy mới nói cho quý Phật tử nghe có 60 phút mà nó buồn ngủ tới 6.000 năm rồi. Thầy mới nói có 60 phút mà nó buồn ngủ tới 6.000 năm luôn, thiêu rồi. Buồn ngủ không? Buồn ngủ. Con chưa có ngủ mà con buồn ngủ. Nó mệt mỏi, nó kỳ cục lắm. Cái tâm của con hồi nào tới giờ nó đi tùm lum chỗ này chỗ kia, bây giờ tự nhiên bắt nó ngồi một chỗ nghe hoài, tự nhiên nó buồn, nó ngủ. Thấy không? Buồn ngủ là một nè, rồi tự nhiên nó cảm thấy là nó bức rứt là hai nè, rồi nó ba nè, rồi nó nhức mỏi là bốn nè, nó tê chân tê cẳng là năm nè, nó làm sao trong người đó, hai bên bả vai nó mệt quá trời luôn là sáu. Quý Phật tử ơi, rồi nó muốn ngáp là bảy. Thì ơi, tu hành mà nó cứ bảy cái đó hoài rồi làm sao đây đó. Sao thành Phật, giống Phật được quý Phật tử? Cho nên thầy nói là nó đơn giản thôi, chứ mình còn có nhiều cái nó tệ dữ lắm quý Phật tử à. Hiểu không? Ngồi nghe vậy đó mà quạt thì hai cái vậy đó, mà ngồi nó cần phải có quạt thêm. Ngồi nghe Pháp mà quạt rồi làm sao lời dạy của Phật có lọt vô lỗ tai, nó mới bay tới lỗ mũi rồi quạt cái văn đi chỗ khác rồi. Rồi sao nhớ? Về cái nó bà ngoại ơi, bà ngoại vô chùa Giác Viên, thầy giảng sư giảng gì ngoại kể con nghe đi. Tao nhớ tao chết liền đó. Tao ngồi tao quạt nó đi hết không thôi, tao ngồi tao ngủ rồi sao tao nhớ? Hiểu không? Vậy ngoại, cháu ngoại nó hỏi không còn nhớ câu nào hết quý Phật tử à. Cho nên thôi, làm gì thì làm. Thầy xuất hiện ở cõi ta bà này cũng giống như quý Phật tử, cũng là con của Phật. Hiểu không? Thông cảm cho nhau. Đạo tràng chùa Giác Viên đó, sao trên 60 tuổi gần 90% rồi. Hiểu không? 60 tuổi mà trở lên hơn 90% ngồi trong đây rồi. Đó. Thành ra rồi cái tuổi này là cái tuổi kêu bằng là đau lưng nhức cẳng tùm lum hết quý Phật tử ơi. Tê dữ lắm luôn. Ngồi lâu không được. Ngồi lâu nó đuối, nó mệt nữa. Cho nên thôi thì bây giờ nhân duyên gặp nhau, thầy chỉ nhắc nhở quý Phật tử đôi điều, để quý Phật tử sau này làm như thế nào đó để cho mình giống như Phật. Con mắt giống Phật, lỗ mũi giống Phật, cái miệng giống Phật, lỗ tai giống Phật, toàn thân của chúng ta 84.000 lỗ chân lông giống Phật, đôi bước đôi chân của chúng ta bước đi cũng giống Phật, cái suy nghĩ của chúng ta ở trong đầu cũng giống Phật, ngồi ăn cũng giống Phật, đi tắm cũng giống Phật, nằm ngủ cũng giống Phật. Làm như thế nào để cho chúng ta càng giống Phật nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy? Quý Phật tử đồng ý không? Vỗ tay này không biết phải đồng ý hay là cho nó đỡ buồn ngủ nữa. Vỗ tay kiểu này là thấy cho nó đỡ buồn ngủ nè, chứ không phải đồng ý đâu. Đồng ý vỗ tay kiểu khác. Đồng ý vỗ tay nó mạnh lắm. Còn vỗ tay cái kiểu mà cho nó đỡ buồn ngủ á, nghe âm thanh là mình biết nó buồn ngủ liền. Nó không đều quý Phật tử, hiểu không? Thôi thì thôi, tới đây thầy cũng cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta, đạo tràng chùa Giác Viên, hãy xứng đáng với hai chữ Giác Viên là nụ cười tròn đầy. Cầu chúc cho quý sư cô ở chùa Giác Viên đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nghị lực vượt qua tất cả mọi cái gọi là cái chướng của cuộc đời, mang đến nụ cười cho toàn thể quý nam nữ Phật tử của chúng ta. Và thầy cũng cầu chúc cho
thầy MC luôn luôn lúc nào cũng có một nụ cười đẹp trên môi, và cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Chợt nhận ra mình bấy lâu nay vẫn còn tệ quá chẳng đổi thay, dẫu tu theo chúng rất nhiều khóa nhưng vẫn phàm phu nghiệp vẫn dày. Thông qua bài pháp của Thượng Tọa vừa rồi đã làm mới tư duy cho Phật tử, và quý vị chúng ta chắc chắn hành theo những lời chỉ dạy rất đậm tình yêu thương, tâm từ bi rộng lớn của Thầy. Và con xin mạn phép xin Thượng Tọa Giảng Sư nán lại đôi phút cho Phật tử có những thắc mắc xin được nêu lên, ngưỡng mong Ngài hoan hỷ chỉ dạy thêm cho Phật tử được liệu tri và thông suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có Phật tử nào đặt câu hỏi không ạ? Quý vị nào có những gì thắc mắc muốn nhờ Thượng Tọa Giảng Sư giải đáp trong hôm nay không ạ? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Đức Thế Tôn, bạch Thầy Giảng Sư, con là Lê Dương Thầy Đoan Chính, 78 tuổi. Con có đôi lời và hai câu hỏi để nhờ Thầy Giảng Sư giải thích giùm con. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên con xin hỏi nhờ Thầy giải thích giùm con, nếu khi con vãng sanh con không niệm A Di Đà Phật mà con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và các vị khác, có được vãng sanh về thế giới Cực Lạc không? Nam mô A Di Đà Phật. Câu thứ hai, theo con được biết chú là không có dịch ra được, nhưng mà theo con nghĩ tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Phạn, tiếng Bali đều dịch ra chữ Việt và tiếng Việt, tại sao chú không dịch ra được? Con thắc mắc 35 năm nay, nhờ Thầy giải thích giùm con. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô và xin cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư. A Di Đà Phật. Cô Phật tử ngồi xuống đi. Thứ nhất là Thầy nói cho quý Phật tử nghe hai cái từ vãng sanh. Vãng sanh ở đây không phải là niệm Phật Di Đà, hay là niệm Bồ Tát Quan Âm, hay là niệm Phật Dược Sư, hay niệm Phật Thích Ca Mâu Ni gì. Ở đây quý Phật tử niệm bất cứ danh hiệu Phật nào và tu bất cứ những lời dạy của Phật, nhưng chúng ta đều được giảng sanh cả. Chữ giảng sanh ở đây, chữ vãng có nghĩa là đi qua, còn chữ sanh là sanh khởi niệm. Cho nên khi mà cái sân niệm nó sinh ra, mà quý Phật tử cho cái sân nó đi qua, không lưu lại cái sân, thì chúng ta đã giảng sanh được sân. Si nó nổi lên, chúng ta cho si nó đi qua, giảng sanh được si. Tham nó nổi lên, chúng ta cho cái tham nó đi qua, giảng sanh được tham. Mà khi quý Phật tử mà giảng sanh được tham rồi đó, thì lòng ta không còn tham nữa, thì chúng ta chứng được A-di-đà vô lượng công đức. Khi chúng ta không còn sân nữa, sân của chúng ta đi qua rồi, chúng ta không còn bị sân hận, chúng ta không còn bị lung lay, chúng ta không còn bị nghiêng ngã bởi tất cả những tác động bên ngoài, thì chúng ta chứng được A-di-đà vô lượng thọ. Khi chúng ta khởi lên một niệm si mà chúng ta cho cái si nó đi qua, thì lòng của chúng ta không còn tối tăm nữa, lòng của chúng ta trở nên sáng lại, chúng ta được chứng A-di-đà vô lượng quang. Cho nên không cần phải niệm cái gì cả, nghe cô Phật tử. Niệm Quan Âm cũng được, niệm Thế Chí cũng được, niệm Địa Tạng cũng được, niệm Dược Sư cũng được, miễn làm sao chúng ta niệm Phật thôi, hiểu không? Chứ không phải là nhất thiết là phải Phật A-di-đà. Vì Phật A-di-đà là gì? Nam mô Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Niệm Phật nào cũng được giảng sanh hết nha cô, là điều thứ nhất. Câu thứ hai, mật chú. Mật chú là tiếng Phạn là đúng, nhưng mà cái tiếng Phạn này đó là âm thanh của Phật, tức là âm thanh của chủng tử Phật. Dịch được quý Phật tử à, nhưng mà các tổ của mình không dịch ra để cho mình đọc cái bài thần chú này để mình sanh ra chủng tử Phật, hiểu không? Chứ không phải là dịch không được. Thí dụ như yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, có nghĩa là vượt qua hải, vượt hải tinh tấn, vượt qua phía bên kia bờ giác. Dịch được, nhưng mà các tổ không dịch để cho chúng ta trì cái bài thần chú đó, cái tâm của mình dễ định hơn, dễ tập trung hơn,
và dễ sanh ra chủng tử của Phật hơn. Hiểu không cô? Chứ không phải là dịch không được nha. Các tổ không dịch để cho chúng ta giống dưỡng đại bi vậy đó, là tên của 84 vị Bồ Tát chư thiên. Ví dụ như là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tắc Đỏ Bà Gia Ma Ha Tắc Đỏ Bà Gia, có nghĩa là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Hiểu không quý Phật tử? Dịch được, nhưng mà tại vì các tổ không dịch thôi, để cho chúng ta đọc như vậy chúng ta tập trung được. Chúng ta sợ nó sai, chúng ta tập trung cho nên chúng ta sanh ra cái định. Nhờ sanh ra cái định này nó phát ra cái huệ, gọi là sinh ra chủng tử Phật, mới gọi là để nguyên bài mật chú A Di Đà Phật, chứ không phải là dịch không được nghe cô. Rồi, A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm tạ tri ân phần trả lời cái thắc mắc của Phật tử đã giải đáp cho cô trong suốt thời gian qua đặt câu hỏi trong bụng, và hôm nay được sự hoan hỷ ban bố những câu trả lời thật rõ ràng, thì hy vọng Phật tử sẽ rất là thông suốt điều này. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sông núi dẫu mai có chuyển dời, nhưng lời Thầy dạy mãi hề vơi. Con nguyện khắc ghi lời Thầy bảo, làm gói hành trang suốt cuộc đời. Hơn 60 phút đã trôi qua, nhưng chúng con ngỡ như mới đây thôi bước chân của Thầy vừa quang lâm pháp tòa, và những lời pháp của Thầy như những cơn mưa đã tưới mát cho cuộc đời vốn khô cằn của chúng con nơi mảnh đất giá rai. Và thật hạnh phúc thay, đạo tràng chúng con đã được hân hoan cung đón những sự quan tâm, thương yêu, chăm sóc của Thượng Tọa Giảng Sư trong suốt thời gian qua. Và chúng con nguyện khắc ghi những lời dạy bảo giáo huấn của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Và thay mặt cho đạo tràng, chúng con nguyện mười phương chư Phật đồng thị gia hộ cho Thượng Tọa Pháp Thể Kinh An, Tứ Đại Điều Hòa mãi là bóng mát che chở cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và nguyện cầu cho công tác Phật sự của Thượng Tọa luôn thành tựu tốt đẹp viên mãn. Trong suốt quá trình buổi thuyết giảng diễn ra, có điều chưa sơ sót cũng như trong sự cung nghinh, có điều chưa sơ sót cũng ngưỡng mong Thượng Tọa từ bi hoan hỷ tha thứ cảm thông cho chúng con. Giờ đây buổi pháp thoại đã thành công viên mãn, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể hội chúng đồng khởi thân niệm hồi hướng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mời toàn thể hội chúng ta đồng chắp tay trang nghiêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.